Dạ vâng, thì bài của em hôm nay thì sẽ là về là phân tích thống kê trong R. Thì trình bày chung với em sẽ có chị Nguyễn Thanh Trà, còn em là tên Trần Bùi Minh Trí ạ. Thì em xin được bắt đầu cái bài bài của em hôm nay. Dạ vâng, thì bài của em hôm nay thì nội dung nó sẽ bao gồm những nội dung bao gồm những nội dung như là đầu tiên thì em sẽ giới thiệu về về việc mà thống kê. Thứ hai là em sẽ giới thiệu một số cái data, bộ dữ liệu mà em sẽ sử dụng trong ngày hôm nay để có thể thực hiện phân tích những cái thống kê. Tiếp theo là em sẽ giới thiệu một cái loại thống kê, phương pháp thống kê được sử dụng, được gọi là thống kê mô tả. Tiếp nữa thì là những cái phân bố, những phân bố dữ liệu được sử dụng trong thống kê. Thì tiếp theo là cái em sẽ giới thiệu là những cái cách đặt giả thuyết sử dụng trong những cái nghiên cứu về microbiome. Và cuối cùng sẽ là thêm về thống kê diễn giải, thì sẽ bao gồm là giới thiệu những cái test để kiểm định giả thuyết và thống và quy tuyến tính. Thì trước hết thì em sẽ giới thiệu về thống kê. Thì cái việc thống kê thì nó sẽ bao gồm, thường nó sẽ gồm hai hướng đi chính. Một hướng đi là thiên về thống kê mô tả, một hướng đi về thiên về thống kê siêu diễn. Thì cái phương pháp thống kê mô tả thì nó sẽ bao gồm những cái công đoạn như là sử dụng những cái biểu đồ để mình minh họa, để mình trực quan hóa cái dữ liệu của mình, hoặc là mình sau đó và mình phải sử dụng những cái thước đo để mình có thể đánh giá được những cái bộ dữ liệu của mình. Còn ở phần về thống kê suy diễn thì nó sẽ gồm hai việc chính, đó nó tính là sử dụng những cái test thống kê để mình có thể kiểm định được giả thuyết, hoặc thứ hai là mình sẽ ước tính nó có thể ước tính nhìn mặt hồi quy, hay dùng như là hồi quy tuyến tính. Thì tiếp theo thì em sẽ giới thiệu những cái bộ dữ liệu mà em sẽ sử dụng trong cái ngày hôm nay để thực hiện và những cái phân tích thống kê. Thì cái bộ dữ liệu em sử dụng hôm nay là bộ dữ liệu rất là quen thuộc, đó là bộ dữ liệu về Iris. Thì trước hết thì em sẽ giới thiệu bằng để cái trình bày dữ liệu trong chúng ta có cái rất là nhiều cách. Ví dụ như là chúng ta có thể trình bày cái dạng bảng như thế này, tức là nó sẽ có rất là nhiều cột đúng không, và rất là nhiều con số được ghi như thế này. Hoặc là trong R thì chúng ta có thể dùng cái lệnh hash hash như thế này để chúng ta có thể xem một cách đơn giản hơn, chứ không cần phải xem quá nhiều dòng trong cái ví dụ như trong cái bảng như bên này. Mà và R thì chúng ta những cái lệnh để chúng ta có thể hiểu được một cái dữ liệu mà khi chúng ta nhìn vào, chúng ta cảm khi vào với dạng bảng thì chúng ta sẽ cảm thấy nó hơi rối rắm bởi vì quá nhiều là con số. Thì đó thì khi thực hiện cái lệnh này thì cái lệnh này sẽ phân tích cái bộ dữ liệu Iris. Thì nó sẽ trải về cái bộ dữ liệu Iris này, nó sẽ dưới dạng là dạng dữ liệu data frame. Thì nó sẽ gồm là 5 biến, thì nó tương đương với cái 5 cột, biểu diễn 5 cột trong cái bảng, hai cái bảng ở trên hình này. Và nó sẽ gồm là 150 cái đối tượng, tức là tương ứng với 150 cái hàng. Và cái lệnh này cũng cho mình biết là ở mỗi biến như thế thì nó sẽ là những cái kiểu dữ liệu gì. Ví dụ như là biến Aseptland thì nó sẽ là kiểu dữ liệu num. Biến Betaland thì nó cũng là những dữ liệu num. Ở đây thì chỉ có một biến duy nhất là biến species, nó sẽ là kỷ liệu factor. Thì ở đây thì R nó cũng trả cho mình là trong cái biến species này thì nó cũng có ba giá trị, chỉ có ba giá trị là ba cái level. Một cách khác để thống kê một cách nhanh chóng thì mình có thể sử dụng cái lệnh summary. Thì ở lệnh này thì R nó sẽ thống kê từng cái biến cho mình, từng cái biến ở trong cái bộ dữ liệu này, tùy theo cái kiểu dữ liệu là biến nó là num hay là factor hay là
character hay gì đó. Ví dụ như là Servolen thì nó sẽ thống R nó sẽ thống kê cho mình là về mặt theo kiểu như là khoảng tứ phân vị, nó sẽ đưa các kiểu dữ liệu như là mean hay là median và các khoảng khoảng tứ phân vị. Còn cái riêng kiểu dữ liệu species thì nó là một biến dị dạng vector, nên nó sẽ thống kê ở các giá trị là các tần suất ở các tần suất giá trị ở từng biến. Ví dụ như ở từng cái giá trị tần suất ở từng cái giá trị, ví dụ như là biến setosa, giá trị setosa thì sẽ gồm là tần suất sẽ 50, hay ví dụ như là viscolor hay là vesica thì tần suất của ba cái này thì đều bằng nhau là đều bằng 50. Thì mình cũng có thể sử dụng những cái biểu đồ khác thay vì là mình sử dụng như cái dạng toàn là thống kê với dạng số như hai bên này, thì mình có thể sử dụng một cách trực quan hơn, đó là mình có thể dưới dạng biểu đồ để hiểu được cách tổng quan cái dữ liệu Iris của mình nó sẽ gồm có những dữ liệu nào, gồm bao nhiêu dữ liệu. Thì ở đây thì mình sẽ thấy là mình sử dụng cái dạng biểu đồ là scatter plot để mình trực quan hóa cái bộ dữ liệu Iris của mình. Thì như ở đây mình thấy là cái nó sẽ mỗi cột này thì sẽ tương ứng với một cái biến, ví dụ như ở cái ô ô ở cột thứ nhất hàng thứ hai này, thì cái Sable Land là tức là người ta sẽ vẽ thì cái mối tương quan giữa hai biến là Sable Land với lại Sable Width. Tương tự ở đây là ở cái ô này chính là cái cái ở cái ô này thì chính là cái Betulene với lại cái Betulene với lại giao cái này là cái Sable Width. Tương tự thế ở cái tính species người ta cũng sẽ tương biểu diễn với theo từng cái biến luôn là Sableland là theo bốn biến còn lại. Ở đây thì mình ở đây thì thay vì sử dụng cái catplot thì mình có thể sử dụng cái biểu đồ dạng boxplot để mình có thể trực quan cái bộ dữ liệu của mình. Thì ở đây nó cũng sẽ gồm nó cũng sẽ dạng biểu đồ boxplot của bốn năm cái biến. Thì năm cái biến cái dạng như thế này. Thì ở đây thì mình khi mà mình có thể biết được là cái bộ dữ liệu đó có bao nhiêu biến rồi và cái kiểu dữ liệu của từng biến là như thế nào, thì mình có thể vẽ vẽ kiểu biến này theo biến kia. Ví dụ như là mình có thể vẽ cái biến sample width chia theo cái biến species, thì mình có thể vẽ cái biểu đồ box plot vẽ từng cái biểu diễn cái từng cái sample width theo từng cái biến species. Tương tự với cái beta width này thì nó khác ở cái chỗ là sample width ở đây thì mình vẽ cho tất cả luôn, cái này mình sẽ chia chia nó theo cái biến species này. Rồi tiếp sau khi đã đi qua được cái mẫu dữ liệu của Iris rồi thì em sẽ xin đi tiếp về cái dữ liệu của microbiome. Thì cái dữ liệu microbiome em sử dụng ở đây nó sẽ là một cái dữ liệu microbiome ở hệ vi sinh đường ruột của chuột. Thì nó sẽ lấy từ mẫu phân ở hai cái vị trí là fecal và cecal. Và ở mẫu phân này được lấy ở hai cái đối tượng. Đó là cái đối tượng ở chuột đã bị khóa đi cái cụ thể vitamin D và ở đối tượng thứ hai là ở chuột không bị khóa. Thì cái bộ dữ liệu này sẽ bao gồm là 5 mẫu. 5 tức là mỗi cái đối tượng này sẽ bao gồm là 5 mẫu. Tức là ở cái đối tượng mà bị khóa cái vitamin D á thì ở từng vị trí mình sẽ 5 mẫu. Tương tự như thế thì ở cái đối tượng mà cái con chuột mà không bị khóa cái cụ thể vitamin D thì mình cũng sẽ lấy 3 mẫu ở từng cái vị trí là fecal và cecal. Thì mục đích của cái nghiên cứu này là để khám để bị trả lời cái câu hỏi là cái việc mà cái trạng thái mà khóa cái knock out cái vitamin cụ thể vitamin D như thế thì nó có ảnh hưởng gì tới cái thành phần cũng như là cái chức năng của cái cộng đồng vi sinh đường ruột. Thì ở đây thì em giới thiệu dữ liệu này để mình làm quen với cái dữ liệu microbiome trước khi mà mình đi vào cái phần
về macro chiên chiên sau này. Thì cái dữ liệu macro mẹ ôm thì em dùng ở đây nó sẽ được trình bày dưới dạng là trước hết là sẽ trình bày dưới sau khi mà mình đã giải hết trình tự là mình sau khi là trải qua các giai đoạn thì mình sẽ được một cái bảng gọi là cái bảng abundance như thế này. Thì ở mình phân tích ở đây là ở cấp độ là genus hay vì ở cấp độ là species thì mình sẽ phân tích ở cấp độ là genus. Thì ở đây là ký hiệu của từng mẫu và mỗi cái cấp độ genus này nó sẽ có là ví dụ như ở cái bốn số 476 này thì ở cái mẫu này ở cái cấp độ genus này thì nó sẽ có 476 tương tự như thế. Và mình cũng có thể tương tự như là có cái bộ dữ liệu của Iris thì mình có thể sử dụng cái lệnh này để cho có thể hiểu được một cách tổng quan hay vì là mình sẽ phải nhìn trực tiếp vào cái bảng này. Thì khi mà mình thực hiện chạy cái lệnh này thì mình sẽ thấy là cái bộ dữ liệu của mình nó sẽ có bao gồm là 16 tức là 16 cái 16 cái cột và 248 cái hàng. Thì rõ ràng nếu như mà mình nhìn cái cột thì chắc là sẽ không thể nào mà là đếm đếm chính xác được cái cột là bao nhiêu thì mình có thể dùng cái này để R nó sẽ đếm cho mình là cái này là bao nhiêu cột và bao nhiêu hàng. Rồi thì như anh đã nói là cái bộ dữ liệu của mình nó sẽ phân tích ở xét ở hai cái một cái là vị trí một cái là ở cái đối tượng thì ở đây sẽ là những cái mẫu mà mình thu thập được còn ở đây là cái vị trí nó sẽ gồm hai vị trí là fecal và cecal và cái group của mình nó sẽ ở đây là xét về mặt đối tượng những cái ký hiệu và BDA này tức là những cái đối tượng mà bị ức chế cái bị knock out cái cụ thể vitamin vitamin D và cái đối tượng WT này tức là những cái đối tượng bình thường. Mình ở đây thì ở đây mình có thể sử dụng cái lệnh là table Ruby này thì R nó cũng sẽ thống kê cho mình là sẽ có tức là thống kê là ở mẫu này theo từng cái biến là allocation và group thì ví dụ như là về mặt location nó tức là đây nó sẽ đưa ra cái bảng là 22 thì ở giá trị location nó sẽ là physical và physical và hai cái đối tượng là như này thì ở đây thì rõ ràng là ở physical thì cái đối tượng VDA này sẽ có 5 tương tự như thế thì physical cũng có 5 và physical thì mỗi bên là sẽ là 3 thì cũng trước hết thì em cũng xin nhắc lại về cái lý thuyết về các loại biến thì trong thống kê thì người ta thường là sẽ chia theo hai loại biến là gọi là biến một biến là biến định danh thường là thứ hai là biến kiểu số ở biến định danh thì người ta cũng sẽ chia nhỏ hơn nó bao gồm là những biến biến nominal tức là những biến tức là những biến mà không có thứ bậc như là những biến mà không có thứ bậc ví dụ như là màu mắt hay là mẫu máu chẳng hạn hay là những biến nam nữ biến giới tính như là nam nữ còn cái biến ordinal tức là những biến mà có thứ bậc ví dụ như là tức là ví dụ đánh giá những cái độ hài lòng của một cái dịch vụ nào đó thì mình sẽ có thể đánh giá là ví dụ như nó ví dụ như là rất hài lòng hay là không hài lòng hay là như thế nào đấy còn với biến mà kiểu số thì nó sẽ bao gồm chia thành nhỏ thành hai biến nữa đó là biến rời rạc và biến liên tục thì biến rời rạc thì nó thường là nó sẽ nhận những giá trị mà nó sẽ không có nó sẽ thường là những cái số tự nhiên là 1, 2, 3 ví dụ như là số lượng trẻ em hay là số học sinh trong một lớp học như chẳng hạn còn cái biến liên tục thì nó khá là nhiều ví dụ như là biến cân nặng biến chiều cao là nồng độ đường huyết hay là huyết áp thì rất là nhiều. Thì ở đây thì em cũng nói về ở đây thì giới thiệu về cái thống kê mô tả thì ở trong cái thống kê mô tả thì mình ở thống kê mô tả thì mình sẽ đi theo có sẽ hai hai cái bước đo để mình có thể đánh giá một là thước đo về giá trị trung tâm thì thước đo trung tâm thì mình sẽ thường là sẽ sử dụng những cái thước đo về giá trị trung bình hay là trung vị hay là mod hay là khoảng khoảng thước phân vị còn cái một
Một thước đo khác nữa là đánh giá mức độ phân tán hay là biến thiên của cái bộ dữ liệu. Thì mình có thể sử dụng cái là variance hay là phương sai hay là độ lệch chuẩn, là cái hay là cái range là cái khoảng giá trị. Thì ở đây thì đi qua cái từng cái biến thì mình sẽ thấy là ở cái từng cái thước đo thì mình sẽ thấy là ở cái mean thì nó đánh giá về cái là một thước đo về giá trị trung tâm, tức là một giá trị đại diện cho một cái bộ dữ liệu của mình. Thì nó công thức thì nó cũng nó là như thế này. Thì ở đây mình cũng error nó cũng cung cấp cho mình những cái hàm để mình tính, ví dụ như là như thế này. Thì ví dụ như trong bộ dữ liệu Iris thì mình có thể cái này để tính được giá trị của Superland, hay là như thế này để tính được cái giá trung bình của cái Betaland. Thì như ở đây thấy là cái, một cái biểu đồ histogram của cái Superland này, thì chúng ta có thể nhìn vào cái biểu đồ histogram này, chúng ta cũng có thể ước lượng được phần nào về cái giá trị trung bình của nó. Ví dụ như chúng ta có thể thấy là cái trung bình thường nó sẽ nằm ở đâu đó khoảng 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 nhất ở đây. Tức là tất nhiên mình chỉ khoảng ước lượng thôi, nhưng mình có thể dùng cái hàm này để mình tính chính xác được. Thì đây nó trả về cho mình là giá trị trung bình là khoảng là 5.84, là khoảng nằm đó đó này. Tương tự thì ở cái biến Matherland thì mình cũng có thể dựa vào histogram để mình có thể ước lượng cái trung bình. Ví dụ như mình thấy là cái biến Matherland này thì hay là một cái bộ dữ liệu nó có xu hướng là hơi lệch về bên trái một tí, nên thường mình sẽ có nghĩ là cái giá trung bình nó sẽ thường nằm khoảng ở đâu đây từ 3 đến 4. Thì mình có thể dùng cái hàm để tính được khoảng là cái mean nó sẽ trung bình khoảng là chính xác là 3.5758, thì đúng là nó khoảng nằm đâu đó khoảng từ 3 đến 4 này. Vậy tức là tiếp theo là một cái thước đo khác, tức là giá trị trung vị và cái khoảng tứ phân vị. Thì một cái biểu đồ mà rất thường được hay dùng để mình có thể xác định được cái khoảng tứ phân vị đó là cái biểu đồ bảng box plot. Thì cái điều dạng box plot thì nó có, thứ nhất là nó có một cái dạng hình hộp như thế này, và ở giữa thì nó sẽ một gạch và nó sẽ có hai đầu ở trên và dưới như thế này, giới hạn với hai cái đầu như thế này. Và ở giữa cái gạch ở giữa này chính là cái giá trị trung vị, hay còn gọi là cái còn cái giá trị mà ở dưới cùng này thì nó sẽ là giá trị lớn nhất, và cái cuối cùng này sẽ là giá trị lớn nhất. Còn cái và cái và cái còn cái hai hai cái cạnh này của cái hình hộp á, của cái hộp á, thì nó sẽ là bắt phân vị thứ 25 và bắt phân vị thứ 75. Thì từ ở đây tới đây, từ bắt phân vị thứ 25 tới cái trung vị nó sẽ là khoảng thứ thứ phân vị thứ 25, và từ đây đây là có thứ phân vị thứ 75, bắt phân vị thứ hai chứ, tôi xin lỗi, bắt phân vị thứ hai, bắt phân vị thứ ba. Thì ở đây thì em, tức là cái khi nãy cái hình mà mình vẽ được, thì tức là cái hình này là khi nãy mình có sử dụng, thì em cũng lấy lại cái hình nãy để xác định cái khoảng tứ phân vị đó. Thì cái giá trị midi, giá trị trung vị á, để có thể ví dụ như là Superland đến trung vị nó khoảng ở đây khoảng chừng 5.8 gì đó, còn Superquid thì nó khoảng ở đây nó khoảng 3. Còn tương tự như, nhưng mà cái series thì nó là cái biến định danh, nên thường là cái giá trị trung vị nó thì cũng thường là sẽ nằm giữa, tức là khoảng là hai, chính xác là hai như thế này. Thì mình nhớ là cái nãy là bác nó sẽ có ba giá trị thôi, là thì mỗi cái giá trị nó sẽ là 50-50, thì nó phân bố rất là đều, thì nó sẽ là tương ứng đây là hai. Dạ, thì có một cái thước đo khác là nữa là cái một cái thước đo khác, mình qua một cái thước đo về cái gọi là cái độ phân tán của cái dữ liệu. Thì cái đây thước đo đây chính là cái variance, thì cái variance này thì nó sử dụng để đo mức độ phân tán của cái bộ của các giá trị so với cái giá trị trung bình của cái bộ dữ liệu đó. Thì cái công thức cũng cho thấy là tức là mình sẽ lấy tức là mình lấy cái hiệu tổng mà bình phương của cái hiệu của từng cái giá trị,
trong cái bộ dữ liệu trừ đi giá trị trung bình, sau đó mình cộng tất cả lại và chia cho n trừ 1. Thì đó chính là công thức cái tính phương sai. Thì ở đây thì R nữa cũng cho mình cái công thức tính cái hàm để mình có thể tính được cái phương sai của cái biến. Thì ở đây em tính thì nó sẽ, của cái biến Bezuelen trong cái bộ dữ liệu Iris nó sẽ ra là 3.3 khoảng 3.1. Thì ở dưới cái ở đây thì nó em sử dụng cái hàm tapply để mình tính cái cũng là tính variance của cái biến Bezuelen này, nhưng mà mình chia theo cái biến species, tức là mình sẽ tính variance ở từng cái biến trong cái species này. Thì species này thì nó sẽ gồm là ba biến là Situsa và Versicolor và Genica. Thì thay vì mình tính cái tổng luôn thì mình như ở dưới này thì mình sẽ tính ở từng cái giá trị của cái biến species, của giá trị phân sai ở từng cái biến species này. Rồi thì tiếp tiếp cái variant thì em sẽ đi qua cái covariance. Thì cái covariance mình cái tiếng Việt mình có thể dịch là hiệp phương sai. Tức là nó cũng là một cái thước đo để nó đánh giá cái một số liệu, nhưng mà nó sẽ đánh giá hai cái biến cùng một lúc, hai cái biến một lúc thay vì là nó chỉ đánh giá được cái từng từng biến như là các thước đo ở trên. Thì cái covariance này thì nó là sẽ đánh giá được cái độ biến thiên, tức là tính biến thiên cùng lúc của hai cái biến, của đồng thời của tính biến thiên đồng thời của cái của cả hai biến. Thì đây là cái công thức của để tính được cái covariance của hai biến. Thì công thức ở trên thì nó dùng để tính cho cái dân số mà mình quan tâm, còn cái ở dưới thì mình để tính cho cái sample, cái mẫu mà mình lấy từ cái dân số đó. Thì nó ở hai cái biến này khác nhau ở chỗ là phân tử thì không có gì khác, nhưng mà phần mẫu thì ở trên phải chia cho n và ở dưới là chia cho n trừ 1. Thì cái ít gạch ở đây chính là cái giá trị trung bình trong cái từng bộ dữ liệu trong cái biến đó. Thì ở đây thì R nó cũng sẽ cho mình những cái cách để mình có thể tính được cái covariance. Thì cách thứ nhất là mình sử dụng cái hàm luôn, tức là sử dụng cái hàm mà R tạo cho mình luôn, thì mình sẽ tính được cái hàm cái hiệp phương sai của cái hai cái biến là Bezuelen và cái Betuwidth như thế nào. Còn cách thứ hai là mình sử dụng cái dẫn hàm va tức là variance, nhưng mà variance của không phải của một biến mà là của đồng thời hai biến. Thì các hai cách này thì đều qua cùng một giá trị như nhau. Thì cái ý nghĩa của hiệp phương, khi mà chúng ta thấy cái hiệp phương sai này dương thì chúng ta thấy là khi mà nó lớn hơn không á, thì chúng ta thấy là cái hai cái biến này nó có xu hướng là nó sẽ cùng tăng, cùng hai cái biến này nó có xu hướng đồng thời nó sẽ biến thiên, nó cùng đi lên, nó cùng tăng lên cùng lúc. Còn nếu như mà cái covariance này mà nó âm thì hai cái biến này nó sẽ có xu hướng là đi xuống, tức là nó sẽ giảm cùng lúc. Còn cái hình này thì chúng ta thấy là cái dự biến này dương, chúng ta thấy là cái Betuwidth này thì em quên thằng cái trục bên này, cái trục thẳng đứng, cái đặt tên cái trục thẳng đứng, thì cái này là Betuwidth với lại cái Bezuelen mà em vẽ trên này. Tính ở trên này thì em thấy là cái hai cái biến này nó có xu hướng đồng thời đi lên vì giá trị nó dương. Rồi thì sau khi lượt qua các ngang số đo về thì trong thống kê mô tả thì mình có thể đi qua về cái phân các kiểu phân phối trong dữ liệu. Thì một cái phân phối mà mình thấy là có lẽ là thường gặp nhất là phân phối chuẩn. Thì phân phối chuẩn thì nó sẽ thường rất là gặp, nó thường thì nó gặp đó có nhiều bộ dữ liệu như là những cái biến như là kiếm chiều cao hay là cân nặng hay là huyết áp hay là nồng độ đường huyết trong máu, thì nó cũng sẽ tuân theo cái phân phối chuẩn như này. Hay là những cái phân phối như là phân phối student này, thì most student này thì nó sẽ thường áp dụng cho những cái trường hợp mà cỡ mẫu nhỏ. Thì chúng ta sẽ thường là họ chúng ta sẽ quay lại cái mối student này ở cái những cái ví dụ về test thống kê. Ngoài ra thì chúng ta thấy cũng có một cái số những cái phân phối mà chúng ta hay có thể sẽ gặp,
Ví dụ như là phân phối về binomial, tức là mình tức là phân phối nhịp phân, tức là những cái biến mà nó chỉ có hai giá trị thôi. Ví dụ như là những cái biến mà chỉ có hai giá trị, ví dụ như là ví dụ như cái tuôn đồng xu thì cái mặt mặt sắp mặt ngửa của một đồng xu thì nó sẽ có xu hướng tuân theo cái phân phối nhị phân như thế này. Cái biến uniform này như là như mình nó sẽ liên quan đến việc mà quan xúc sắc, thì các mặt xúc sắc thì nó xu hướng tiếp xúc sẽ bằng là 1/6 thì nó xu hướng đồng đều. Còn ví dụ những cái biến mà biến nhầm mũ như này nó sẽ áp dụng là nó xu hướng suy giảm, tức là nó có giảm theo cái kiểu hàm mũ là tăng theo kiểu hàm mũ. Còn cái phân phối portion này thì nó sẽ thường thấy cái điều này nó cũng có nói là những cái cuộc gọi mà trong những cái tổng đài mà có mấy cuộc gọi thì số lượng cuộc gọi trong khoảng thời gian thì nó sẽ thường có tuân theo cái phân phối portion như thế này. Thì em đây thì ở đây thì em xin nói thêm về cái phân phối chuẩn một tí, tức là thì quay lại cái biến Bethlen trong cái dữ liệu Iris, thì chúng ta khi nãy chúng ta có đánh giá được cái mean của cái biến Bethlen này, nó nằm trong khoảng từ 3 đến 4, thì nó nằm khoảng ở đây, thì chúng ta đánh giá là nó có xu hướng là hơi lệch trái một tí, tức là nhưng mà trong cái đặc điểm của cái phân phối chuẩn thì nó sẽ có cái giá trị trung bình của nó thì thường nằm ở giữa, tức là nó không có lệch trái hay lệch phải mà nó sẽ có cân bằng cả hai bên. Mà cái Bethlen thì nó xu hướng nó nằm ở đây thì mình có thể dự đoán rất trực quan, thì mình có thể nghĩ là dựa vào cái biểu đồ này mình thấy là hình như là cái biến Bethlen này nó không có tuân theo phân phối chuẩn. Thì về mặt thống kê đã có những cái phương pháp để có thể đánh giá được là liệu cái biến Bethlen này nó có tuân theo cái phân phối chuẩn hay không. Thì một cái cách nữa là sử dụng cái biểu đồ Q-Q-Plot, thì nếu như mà cái biến Bethlen đó nó tuân theo cái phân phối chuẩn thì những cái điểm, tức là nó gần giống như là scatter, những cái điểm này giống như là dạng scatter, thì nó sẽ có xu hướng là nó sẽ nằm trên cái đường thẳng này. Nhưng mà chúng ta thấy là đây là những cái biến này, những cái điểm này thì nó sẽ không có nằm, nó không có phân bố trên một cái đường thẳng, nó nằm rời ra cái đường thẳng này. Thì chúng ta có thể nghĩ là cái biến Bethlen này có thể là không có tuân theo cái phân phối chuẩn. Thì có một cái gọi là một cái cách để mình có thể tạo mô phỏng được một cái biến Bethlen, tức là biến Bethlen nãy mình đánh giá là không có chuẩn, nhưng mà mình có thể tạo ra một cái biến Bethlen khác nhưng vẫn tuân theo phân phối chuẩn, tức là bằng cách là mình tức là gọi là mô phỏng. Thì tức là cách mình sử dụng như thế này, thì những cái dòng code này thì cái tiếng tức là đầu tiên là mình sẽ tạo ra một cái biến dạng mô phỏng mà mình gán vô dữ liệu Iris thôi. Từ đó mình cái tính được cái phân size và độ chuẩn của cái biến Bethlen này cho dữ liệu Iris đó. Sau đó mình sẽ tìm cách là chạy một cái vòng lặp để cho là khi cả hai cái giá trị b value này là những giá trị mà em sẽ nói sau, đó là những giá trị b value về sử dụng trong những cái test thống kê trong cái phân phối chuẩn đó. Thì mình chạy một cái vòng lặp cho tức là cái điều kiện của vòng lặp này nó sẽ là bất cứ là khi nào một trong hai cái giá trị này nó phải nhỏ hơn 0.8. Rồi sau đó mình tìm cách là, tức là ở đây là cái mình sử dụng cái hàm apply để mình biến đổi cái biến species trong cái dữ liệu Iris, thì mình sẽ tức là nó phải có sự tương tương đồng những cái biến dữ liệu giữa những cái dữ liệu của biến species và cái biến mà mình đang muốn tạo để biến Bethlen muốn tạo để tạo ra để nó tuân theo phân phối chuẩn, thì mình sẽ theo cái biến đó tương và ở đây là dựa trên cái thống kê là Sapiro, còn dưới này dựa trên cái thống kê của Komogoro. Thì khi mà cái dòng lặp này sử dụng, khi mà cái điều kiện này nó sẽ thỏa đi. Được rồi, thì đây là cái
Cái biến Betulen sau khi em chạy được cái xong cái dòng code nó thì mình cái biến Betulen em tạo ra được bằng gọi là mô phỏng cái biến Betulen này thì mình vẽ lại mình boss plot thì mình thấy là nó có tuân theo cái chuẩn rất là rõ, tức là cái giá trị trung bình thì nó khoảng nằm đến 4 ngày và nó cân bằng cả hai bên, nhưng nó không xu hướng là lệch trái hay là lệch phải. Trong khi cái biến Betulen khi nãy thì trong Iris khi nãy thì nó rõ ràng là nó có xu hướng lệch trái. Và một cái nãy cái nói là có thể dùng tiêu cực plot để đánh giá được cái phân phối chuẩn của cái bộ dữ liệu thì ở đây em có vẽ lại cái biểu đồ tiêu cực plot của cái biến Betulen mà mình được vừa được mô phỏng lại thì nó đang thấy là những cái điểm cluster này nó có xu hướng là nó sẽ nằm trên hoàn toàn nằm trên là cái đường hẳn này, trong khi đó thì khi nãy thì cái điểm này nó nằm hoàn toàn là rời ra phân bố phân tán rời ra cái đường đường hẳn này. Thì khi nãy là mình sử dụng những cái test hình học để mình có thể trực quan được cái phân phối chuẩn. Nhưng này người ta cũng hàm R nó cũng đưa ra những cái test khác để mình có thể đánh giá được. Ví dụ như là Sabir. Ở đây em sẽ nói về cái test của Sabiro. Thì mình test của cái Betulen này, biến Betulen của cái bộ dữ liệu Iris ban đầu. Thì mình thấy là cái giá trị W này và cái p-value này rõ ràng là cái p-value này nó nhỏ hơn 0.05, nên mình có thể nói là cái biến Bethlehem này nó không có tuân theo cái phân phối chuẩn. Nhưng mà ngược lại ở cái biến Bethlehem nhưng mà em vừa được mô phỏng khi nãy vừa được mô phỏng lại khi nãy thì em thấy là cái giá trị của cái p-value này nó lớn hơn 0.05, thì mình có thể đánh giá là kết luận là cái của cái biến Bethlehem mình được mô phỏng thế này thì nó sẽ tuân theo cái phân phối chuẩn.